Bitcoin nhiều khả năng là nó sẽ không đâm xuống luôn như này đâu đó mà thường là nó sẽ có thêm một đợt hồi lại nữa khả năng là nó sẽ đi như này Xin chào các bạn đã đến với kênh Mr. Coin Hôm nay là ngày 23 tháng 4, ngày thứ bảy Và như thường lệ thì mình sẽ quay trở lại với các bạn Trong một video điểm qua tình hình thị trường Cũng như là chia sẻ với các bạn những cái tin tức quan trọng Đồng hành cùng chúng ta trong video hôm nay là Coin98 Wallet đây là ví crypto đa chuỗi cho phép chúng ta có thể lưu trữ tài sản trên hơn 30 blockchain khác nhau chỉ một passphrase duy nhất. Các bạn có thể swap token một cách nhanh chóng và vô cùng tiện lợi. Xpoi được thưởng trong mỗi lần swap token và các bạn có thể sử dụng Xpoi để nhận những phần thưởng vô cùng hấp dẫn. Gần như mọi dịch vụ về DeFi đều có mặt trên Coi98 Wallet. Hãy tải Coi98 ngay hôm nay bằng link ở phần mô tả của video để ủng hộ Coi98 và Mr.Coin các bạn nhé. Đầu tiên thì chúng ta hãy cùng điểm lại diễn biến giá của Bitcoin trong những ngày gần đây. Trong tuần này, giá đã có sự tăng trưởng khá là tốt từ thứ hai cho tới khoảng đầu giờ tối ngày thứ năm. 8 giờ tối ngày thứ năm thì giá đã đạt được cái đỉnh là khoảng 43 ngàn. Tuy nhiên kể từ cái thời điểm đó thì giá nó đã giảm liên tục cho tới 5 giờ sáng ngày thứ sáu thì mới có sự trứng lại của đá giảm. Mức giá thấp nhất đạt được là khoảng 39.800 tuy nhiên đây là thời điểm mà mình làm cái slide này trước đây mấy tiếng hiện tại thì giá bitcoin nó đã giảm xuống sâu hơn mức này rồi lát nữa thì mình sẽ rời trà chia sẻ với các bạn câu hỏi đặt ra là tại sao bitcoin nó lại giảm trong hai ngày là thứ năm và ngày thứ sáu ngày hôm qua và ngày hôm kia thật sự thì vẫn là do cái sự tương quan lớn của bitcoin với chứng khoán mỹ chứng khoán mỹ giảm tiếp tục là do phát biểu của chủ tịch fed là ông jerome powell về việc sẽ nâng lãi suất nhanh hơn trong thời gian sắp tới. Trong kỳ họp FOMC tháng 3 vừa qua thì như các bạn cũng đã biết là Fed họ chỉ nâng có 0,25% trong cái thời điểm đó mà thôi. Tháng 5 này họ nâng 0,5% thì có nghĩa là tốc độ tăng lãi suất nó sẽ x2 và khả năng là những tác động lên thị trường tài chính cũng như nền kinh tế Mỹ nó sẽ mạnh hơn trong thời gian sắp tới. Ngoài cái lý do sự tương quan giữa Bitcoin và chứng khoán Mỹ khiến cho Bitcoin giảm khi mà chứng khoán Mỹ giảm. Thì ở trên trào đồ thị của Bitcoin các bạn cũng thấy được rằng là khu vực 43, khu vực 44.000 cũng là cái nơi mà khả năng cao rất là nhiều người họ vào gọi là bắt đáy Bitcoin ở cái thời điểm đầu tháng 3 này. Cụ thể là từ khoảng ngày mùng 6 cho tới ngày mùng 10 tháng 3 khi Bitcoin rơi về khu vực 43.000 và bật lên. Đó thì nhiều người nghĩ rằng đây đã đáy rồi và họ vào bắt thì họ ôm một cái vị thế lỗ cho tới thời điểm hiện tại khi bitcoin lên lại khu vực 43.000 vào ngày thứ năm vừa qua thì những người này khả năng cao là họ sẽ lại bán cái lượng bitcoin này ra để mà họ đóng cái lỗ của mình lại thì nó tạo thành một cái lực bán khiến cho bitcoin gặp cái khu vực 43.000 này nó lại giảm thì đó chính là cái lý do điều chỉnh kỹ thuật rất là bình thường của bitcoin thì với hai cái lý do này một phần là tương quan với chứng khoán mỹ và thứ hai là do cái kết cấu chạt của bitcoin nên là bitcoin giảm ngày thứ năm vừa qua là cái điều rất là bình thường đó là những cái gì đã diễn ra trong quá khứ tuy nhiên chúng ta nhìn về tương lai đúng không ạ thì diễn biến của bitcoin nó sẽ như thế nào ở trong cái thời điểm sắp tới ở đây các bạn thấy được rằng là chúng ta có một cái trend giảm ở trên chạt ngay bắt đầu từ thời điểm là 29 tháng 3 vừa qua và đáy của cái đợt giảm này nó là cái mức giá 38.500 đạt được vào ngày 18 tháng 4 Cái việc mà Bitcoin nó tăng trở lại trong cái ngày từ 18 cho tới ngày 20 tháng 4 vừa qua đúng không ạ và có thể nói là nửa ngày 21 ngày thứ năm đó là cái con sóng hồi của cái xu hướng giảm này đúng không ạ rất là rõ rệt thường thì sẽ có ít nhất là khoảng hai sóng hồi trong một cái đợt gọi là hồi lại có nghĩa là bitcoin nhiều khả năng là nó sẽ không đâm xuống luôn như này đâu đó mà thường là nó sẽ có thêm một cái đợt hồi lại nữa khả năng là nó sẽ đi như này đó thì đó là cái kiểu hình rất là bình thường của thị trường những cái bạn nào mà theo trường phái sóng elliot thì các bạn cũng biết là thị trường nó tăng theo khoảng năm sóng đúng không ạ đó tăng theo năm sóng và hồi theo ba sóng, ba sóng là một hai đợt hồi và một cái con sóng trung gian ở giữa. đó thì đó là xu hướng tăng. còn xu hướng giảm thì ngược lại, nó đi theo xu hướng trong năm sóng và nó hồi lại trong ba sóng. đó. mới đưa vào thị trường thì bản thân mình cũng thấy cái Elliott Wave này nó nhảm nhí đúng không ạ? thị trường thì nó biến động theo rất là nhiều yếu tố. cho tại sao nó lại tuân theo những cái những cái con sóng này tại sao lại tăng ra số lượng sóng này đó, tuy nhiên thì thực ra là nếu các bạn để ý kỹ thì thị trường nó luôn luôn tuân theo cái những cái quy luật của tâm lý con người và tâm lý con người thì nó xoay quanh cái sự sợ hãi cái sự tham lam theo một cái chu kỳ nào đó đó nên là nó sẽ có những kiểu nhất định và cũng rất là nhiều người kể cả họ không theo trường phái sóng Elliott họ cũng quan sát được rằng là đa phần những cái sự điều chỉnh của giá là nó diễn ra trong từ hai cho tới ba đợt chứ thường là nó sẽ không phải là hồi lên một phát rồi đâm luôn và một cái lý do nữa là hiện tại thì bitcoin nó đang ở khu vực giá là khoảng ba mươi tám ba mươi chín ngàn cái khu vực này là khu vực có cái lực mua khá là mạnh các bạn kẻ volume profile ra các bạn thấy được rằng là rất là nhiều bitcoin nó được mua ở trong khu vực này cho thấy cái vùng giá này có một cái sự hấp dẫn với cả những người mà họ muốn mua con Bitcoin dài hạn đúng không ạ? Và hôm trước thì mình cũng đã chia sẻ rồi là chúng ta có một cái phương pháp gọi là định giá Bitcoin bằng cái giá điện, giá năng lượng, giá máy móc, giá nguyên vật liệu để chúng ta đào ra một Bitcoin. Thì hiện tại cái mức giá đó là nó ở cái khoảng là 38 39 ngàn Nên cũng không ngạc nhiên khi mà Bitcoin giảm xuống đây ở trong thời gian vừa qua thì có những cái lực mua lên rất là mạnh và hiện tại thì bitcoin nó cũng đang ở gần khu vực này nên mình nghĩ là bitcoin nó sẽ chưa giảm luôn đâu và nhiều khả năng từ bây giờ cho tới cuối tháng tư đầu tháng năm có nghĩa là khoảng một tuần nữa chúng ta vẫn sẽ có một đợt tăng lại của bitcoin và an có thể là tăng trưởng được tiếp Ok các bạn thấy là hiện tại thì Bitcoin nó đang có những cái tín hiệu là nhận hỗ trợ ở đây khu vực khoảng 39.200 Khu vực này thì mình cũng đã chia sẻ ở cho nhóm Telegram của kênh Mr. Coin vào sáng nay Đó mình chia sẻ là Cần phải cẩn thận, Bitcoin có thể điều chỉnh tiếp xuống một số khu vực hỗ trợ là 39.600 hoặc là 39.200 đúng không ạ? À, tuy nhiên thì có một cái sai lầm là mình nghĩ rằng là trước đó Bitcoin có thể hồi lên khu vực là từ 41.3 đến 41.8 là tuy nhiên thì việc này nó không xảy ra. Bitcoin nó không hồi lại cái khu vực cao như này mà nó đâm thẳng xuống luôn. Đó thì mình đã sai ở cái dự đoán này. Tuy nhiên thì Bitcoin hiện tại nó đang gặp cái khu vực hỗ trợ 39.200 và đang có dấu hiệu nhận cái khu vực hỗ trợ này. Đó. Bản thân mình thì vẫn kỳ vọng là Bitcoin nó sẽ có thể tăng trở lại Ít nhất là test bùng 3.000 và tốt hơn là lên khu vực bùng 4.000. Đó. Tiếp theo Ancoin sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ cùng xem cái chart đồ thị về tỷ giá giữa Ancoin và Bitcoin. Ở đây các bạn thấy được rằng là chúng ta đang có một cái chart rất là kỳ lạ đúng không ạ? Bình thường khi Bitcoin nó giảm mạnh như vậy thì cái tỷ giá giữa Ancoin và Bitcoin nó phải giảm. Đó khi Bitcoin nó giảm nhanh thì mọi người sợ hãi người bán tháo Ancoin đi. Ancoin nó sẽ giảm nhanh hơn Bitcoin Nhưng hôm nay các bạn thấy Bitcoin nó giảm Nhưng cái tỷ giá Ancoin như Bitcoin nó lại tăng rất là mạnh Và nhiều khả năng là sẽ lên test ở khu vực 1.43, 1.44 này Trong khoảng 1-2 ngày nữa thôi Đó, Với cái đa này thì 1-2 ngày nữa đã test ở khu vực này rồi à, Cuối tuần thì thị trường chứng khoán Mỹ à, Họ sẽ đóng cửa, họ sẽ không giao dịch nên là Bitcoin sẽ không bị tác động bởi những cái diễn biến xấu của thị trường chứng khoán mỹ ở trong thời điểm cuối tuần trong ngày thứ bảy chủ nhật này đó nên mình nghĩ là cuối tuần này khả năng cao là ăn coi nó sẽ tăng trưởng lại khá là ok khi mà bitcoin nhận hỗ trợ và hồi phục trở lại chúng ta hãy cùng xem xem là liệu rằng cái dự đoán này nó có đúng hay không ăn coi tăng trưởng cuối tuần này trong thời điểm vừa qua khi bitcoin nó có sự tăng trưởng trong khoảng ngày thứ hai cho tới ngày thứ năm các bạn thấy rằng là ở trên chart 1H chúng ta có cái xu hướng tăng rất là rõ rệt ở đây. Mình sẽ chia sẻ với các bạn cái chart này. Các bạn thấy chúng ta có một xu hướng tăng rất là rõ rệt từ đầu tuần thứ hai, thứ ba, thứ tư và à, thứ năm cho tới 8 giờ tớ tối. Chúng ta liên tục có những cái đỉnh sau cao hơn đỉnh trước và đáy so cao hơn đáy trước. Đó, hình thành trend rất là đẹp. Có một nghịch lý là khi mà chúng ta thấy cái trend đẹp như vậy chúng ta vào giả sử nó vào vào ngày thứ năm đi thì giá lại điều chỉnh rất là mạnh đó các bạn thấy chúng ta chờ khi mà có trend chúng ta mới vào có trend rồi nó vào thì giá nó đâm một phát rất là mạnh đó và nhiều bạn thậm chí là cháy tài khoản khi mà vào như này ngược lại khi mà chúng ta chờ giá điều chỉnh mạnh chúng ta mới vào thì giá lại điều chỉnh tiếp đó ví dụ như là sáng nay ngoại sáng nay chẳng hạn khi mà Bitcoin nó xuống cái khu vực là 39.813 gần 40.000 đúng không ạ một cái khu vực gọi là hỗ trợ tâm lý rồi rút chân đến lên như này đó sau đó thì có những cái tín hiệu tăng trưởng trở lại thậm chí là ở trên chặt thấp hơn là hình thành cái uptrend khi mà chúng ta có những cái đỉnh sau cao hơn đỉnh trước và đáy sau cao hơn đỉnh trước đó ví dụ chặt 30 phút đó, vào đây thì Bitcoin lại điều chỉnh tiếp đó và lại cháy tài khoản và cái điều này nó diễn ra đi diễn ra lại với rất là nhiều những cái trader trên thị trường ngay cả bản thân mình trước đây cũng liên tục bị như vậy hình thành trend đẹp vào thì giá chỉnh chờ giá chỉnh vào giá chỉnh tiếp thì vấn đề là gì và sau một thời gian thì bản thân mình nghĩ rằng nguyên nhân là khi chúng ta trade chúng ta đi lệnh quá lớn vào lệnh với cả kích cỡ quá lớn và cũng chưa xác định được rằng là nếu mà chúng ta đoán sai chúng ta sẽ mất bao nhiêu tiền chúng ta không có kế hoạch stop loss mà chúng ta tin rằng chúng ta vào nó sẽ đúng thì nó sẽ dễ dẫn tới tình trạng là chúng ta quá trần trừ hoặc là quá phô mô tại vì lúc nào chúng ta cũng muốn là all in chúng ta có 10.000 đô chúng ta có 100.000 đô chúng ta muốn tìm một thời điểm thật đẹp chúng ta all in toàn bộ cái số vốn này vào Và hy vọng là chúng ta nếu mà bắt đáy thì sẽ bắt đúng cái điểm mà giá đảo chiều còn nếu mà theo trend thì hy vọng là giá sẽ tiếp tục trending tiếp tục tăng tiếp thì khi mà chúng ta có cái tâm lý OIN in này chúng ta không kiểm soát rủi ro không nghĩa điểm stop loss thì chúng ta sẽ dễ dẫn tới tình trạng hoặc là quá trần trừ vào khi mà trend đã quá rõ ràng đã quá muộn rồi hoặc là chúng ta sẽ bị quá fomo tìm cách bắt đáy trong khi giá chưa điều chỉnh đủ đó thì sau một thời gian mình nghĩ đây chính là lý do tại sao bản thân mình trước đây và cũng nhiều những bạn trader khác gặp phải cái tình trạng này. Thị trường trending mạnh cũng không ăn được mà thị trường điều chỉnh mạnh thì cũng lại còn mất nhiều hơn. Thì cuối cùng mình nhận ra cái lý do là mình đã đi sai lệnh quá lớn và mình không có kế hoạch stop loss. Thì giải pháp chính là chúng ta phải đi cái sai lệnh nhỏ lại vừa phải và có kế hoạch stop loss trong mỗi lệnh để mà mất ở mỗi lệnh chúng ta chỉ lỗ khoảng 2 tới 3% mà thôi đó và chúng ta nhìn cái game là game đường dài nâng tài khoản lên dần dần chứ không phải là chúng ta all in một kèo ra dầu luôn tới một ngày chúng ta all in chúng ta sẽ mất mất đó và nó cũng chẳng giải quyết vấn đề gì cả và mình nghĩ là chúng ta nên ưu tiên đánh ở trên trend 1D trở lên hoặc là weekly thì càng tốt tại vì trend nhỏ đánh sẽ rất là khó và rất là tâm lý nếu chúng ta bị stop loss liên tục ok trước khi đến với cả cái phần chia sẻ về tin tức ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nhà tài trợ cho video ngày hôm nay của kênh Mr. Coin. Đó chính là cái dự án GameFi về bóng đá. Football Battle là một dự án GameFi với đội ngũ phát triển có nhiều kinh nghiệm ở trong lĩnh vực gaming và công nghệ tại Việt Nam. Các bạn có thể vào trang chủ và chúng ta có đầy đủ những thông tin về những nhà sáng lập cũng như là thành viên của đội dự án Football Battle. CEO của dự án là anh Mai Trần. Anh Mai Trần từng là founder và CEO của công ty Ticketbox. Đây là dịch vụ phân phối vé xem phim, xem ca nhạc, xem sự kiện trực tuyến hàng đầu ở Việt Nam. Hiện tại vẫn đang hoạt động rất là ok. CTO của dự án là anh Hy Ngô. Anh Hy Ngô là founder và CEO của công ty Outsourcing Codebox Solution, công ty với đội ngũ kỹ sư tại Việt Nam nhưng phục vụ cho khách hàng tại Mỹ, Canada, châu Âu, Úc và Nhật Bản. Các bạn thấy chúng ta có CEO và CTO đều là những người có kinh nghiệm làm startup ở trong lĩnh vực công nghệ và hiện tại thì hai anh ngoài việc lãnh đạo dự án football Battle còn là co-founder và lãnh đạo của Crowdhero.co, một cái nền tảng để phát hành NFT cho những cái nghệ sĩ, cho những người nổi tiếng và cho những cái dự án. dự án đã hoàn thành việc gọi vốn vòng seed round với các quỹ đầu tư chính là yolo ventures đây là nhà tài trợ của các đội bóng nổi tiếng như là arsenal southampton sao paulo và flamingo apota là nhà phân phối game mobile hàng đầu việt nam và pnb holdings một quỹ đầu tư lớn ở việt nam chuyên đầu tư vào những cái dự án startup như startup pinbus một cái công ty chuyên chia sẻ về năng lượng Revolution Musical Festival, Playground Asia Studio là những cái công ty đã được PNB Holding đầu tư Về gameplay, trong cái tựa game Football Battle này chúng ta sẽ có hai đội chơi đấu với nhau bằng hình thức là đá bóng Mỗi đội sẽ có 4-5 cầu thủ bao gồm những cái vị trí là thủ môn, hậu vệ, trung vệ, tiền đạo Mỗi vị trí có thể truyền, sút hoặc là dùng những kỹ năng skill đặc biệt của mình đội nào ghi được hai bàn trước sẽ giành chiến thắng khi mà các bạn thực hiện những cái động tác như là truyền sút hoặc đỡ bóng các bạn đều sẽ bị mất máu stamina nên để chiến thắng thì chúng ta sẽ cần xây dựng một đội bóng có các chỉ số tốt cũng như phải tính toán để dùng những cái move những cái động tác và những cái skill cho nó hợp lý người chơi có thể bắt đầu về máy thông qua cái hình thức mốt chơi là pvc hoặc là battle với cả những người chơi khác thông qua chế độ PVP. Trong tựa game này thì mỗi cầu thủ sẽ là một cái tài sản NFT có những cái chỉ số như là vị trí, độ quý hiếm, kỹ năng khác nhau. Người chơi có thể tạo ra những cái cầu thủ mới bằng cách là kết hợp những cầu thủ cũ lại và tạo ra những tài sản NFT rất là đặc biệt. Hiện nay, những tài sản NFT là những cầu thủ của dự án đang được mở bán ở trên trang crowdhero.com. Thời gian minting và nhận NFT là trong vòng 6 ngày kể từ khi các bạn đặt mua Và các bạn khi mà mua những tài sản NFT này các bạn sẽ được dùng thử cái phiên bản private demo của game Khi mà game ra mắt cái phiên bản này Về token thì giống như là những tựa game play to earn khác Football Battle cũng có hai cái token khác nhau Đầu tiên là FBL, đây là token quản trị với chữ lượng hữu hạn được xây dựng ở trên BNB trên và sau này sẽ triển khai thêm ở trên hệ Solana. Thứ hai là chúng ta có FBT token. Thì đây là tiền tệ trong game được dùng cho các hoạt động như là trao giải thưởng, nâng cấp cầu thủ, cá cược kết quả các trận đấu và tham gia những giải đấu ở trong game. Về roadmap thì ở trong quý 1 năm 2022 dự án tập trung vào phát triển và testing cái sản phẩm của mình. Trong quý 2 thì sẽ bắt đầu triển khai private sale Public Sale, NFT Pre-Sale và Game Mainnet. từ quý 3 trở đi thì dự án sẽ tiếp tục cho ra mắt các cái tính năng mới của game và niêm yết token của mình trên các sàn tập trung, sàn sex. tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với cả những tin tức tài chính chung. tối hôm qua ngày thứ sáu chúng ta có thông tin về chỉ số PMI là chỉ số những nhà quản lý mua hàng cho thấy hoạt động mua sắm trang thiết bị nguyên vật liệu mới của những công ty sản xuất ở mỹ nó đang là như nào chỉ số này càng cao thì cho thấy cái hoạt động mua sắm sản xuất của các công ty nó lại càng tốt. Trong hai tuần vừa qua, tính tới ngày 22 tháng 4, thì chỉ số PMI của Mỹ đã đạt 59,7 và cao hơn mức dự đoán là 58,2 cũng như là cao hơn cái chỉ số trong kỳ trước đó là 58,8. Thì chỉ số này cho thấy nền kinh tế Mỹ đang phục hồi tốt hơn so với cả dự kiến các bạn đều thấy ở trên biểu đồ và chúng ta đang có một cái trend tăng của PMI bắt đầu từ tháng 3 vừa qua. Tuy nhiên có một vấn đề ở đây là khi chỉ số này tốt thì Fed lại càng dễ dàng tăng lãi suất hơn. Tại vì họ không sợ là sẽ làm cho nền kinh tế của Mỹ bị ảnh hưởng trầm trọng nữa. Đó thì sẽ khiến cho giá chứng khoán giảm. Ngược lại, nhỡ may chỉ số này xấu thì chứng khoán Mỹ cũng giảm tại vì người ta lại sợ nền kinh tế của Mỹ làm ăn không tốt. Nên là sau giai đoạn 2020-2021 khi mà các thị trường được bong lên rất là nhiều thì tới thời điểm hiện tại có lẽ là chúng ta sẽ không thể nào đảo ngược lại cái quá trình các thị trường tài chính mang tính rủi ro nó sẽ phải điều chỉnh. Hiện nay chúng ta đang ở cái tuần thứ 3 của tháng 4 và tuần sau là tuần cuối cùng rồi. Chúng ta sẽ cùng xem là trong tháng 4 này còn có những tin tức tài chính nào quan trọng nữa mà chúng ta sẽ cần phải theo dõi hôm qua ngày 22 tháng 4 thì chúng ta đã có các chỉ số PMI rồi. Tới ngày thứ 3 tuần tới là ngày 26, chúng ta sẽ có chỉ số là Core Durable Goods Orders là những đơn hàng về những cái hàng hóa mà bền như là xe cộ này, như là máy bay, như là máy móc này kia. Thì cũng là một chỉ số cho thấy hoạt động sản xuất công nghiệp của Mỹ và hoạt động đầu tư vào máy móc trang thiết bị nó có tốt hay không. Và ngoài ra chúng ta có chỉ số là New Home Sales doanh số bán nhà mới đó, cho thấy hoạt động mua bán ở trên thị trường bất động sản nó có diễn ra tốt hay không và tới ngày thứ năm ngày 28 tháng 4 chúng ta sẽ có những thông tin về GDP quý 1 của Mỹ mới chỉ số cũng rất là quan trọng sang tới đầu tháng 5 ngày mùng 3 ngày mùng 4 chúng ta sẽ cuộc họp FOMC của Fed và chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem là liệu rằng Fed họ sẽ nâng lãi suất lên 0,5% đúng như là những gì ông Jerome Powell nói trong thời gian qua hay không và đó cũng là một mốc thời gian mình nghĩ là chúng ta phải cẩn thận Bản thân mình dự đoán là từ bây giờ tới cuối tháng này Thị trường còn có một đợt hồi lại nữa Tuy nhiên sang đầu tháng 5 thì nhiều khả năng là Chúng ta sẽ cần phải cẩn thận nếu mà thị trường có những cái biến động xấu Hiện nay thì ở trên thị trường người ta nói tới hai cái vấn đề Đầu tiên là phép năng lãi suất Và thứ hai đó là tình hình chiến sự tại Ukraine Hôm thứ Năm vừa qua, Phó Chỉ huy Quân khu Trung tâm của Nga đã phát biểu rằng mục tiêu của Moscow là chiếm toàn bộ vùng phía Nam và vùng phía Đông của Ukraine. Có thể là họ đã thay đổi cái chiến lược từ đánh nhanh thắng nhanh chiếm thủ đô Kyiv để mà khiến cho chính quyền và quân đội của Ukraine đầu hàng nhanh chóng sang một cái chiến lược gọi là tầm ăn lá dâu đánh cái phần ngoại vi của Ukraine trước ở đây chúng ta có thể xem bản đồ để thấy được những khu vực này nếu mà nga họ muốn chiếm khu vực phía đông và phía nam của ukraine thì có nghĩa là họ sẽ chiếm những thành phố cảng rất là quan trọng như là odessa này và mariupol thì nga đã chiếm được rồi và hiện tại thì chỉ có một cái phần quân số khá là nhỏ binh lính của ukraine à, còn đóng ở trong một cái khu vực nhà máy thép ở thành phố mariupol này và về cơ bản là nga đã chiếm được khu vực này Mục đích là họ sẽ kết nối những cái khu vực mà họ đã chiếm được từ trước như là bán đảo Crimea này, khu vực Donetsk và Luhansk là hai cái quốc gia độc lập tự trị mà Nga họ đã ủng hộ để mà thành lập ở đất nước Ukraine. Thì khả năng cao là mục đích của Nga là họ sẽ kết nối những cái khu vực là Crimea này, Donetsk và Luhansk thành một cái vành đai ở phía Nam và phía Đông của Ukraine để mà cô lập. Ukraine với cái khu vực là Biển Đen, bản thân mình cảm thấy khá là lo sợ về cái vấn đề này, tại vì nếu mà chiến tranh nó khiến cho nghĩ cảng này không thể hoạt động được, thì cái việc mà Ukraine xuất khẩu những cái hàng hóa quan trọng đặc biệt là hàng hóa lương thực nó sẽ diễn ra cực kỳ khó khăn và chắc chắn là sẽ làm trầm trọng hơn cái khủng hoảng về giá lương thực ở trên thế giới. Ở Việt Nam của chúng ta thì may mắn là một quốc gia sản xuất nông nghiệp khá là lớn, nên là chúng ta chưa bị ảnh hưởng nhiều. Nhưng những quốc gia nghèo ở trên thế giới hoặc là những quốc gia phụ thuộc vào nước khác để mà nhập khẩu lương thực thực phẩm chắc chắn là sẽ chịu ảnh hưởng nhiều ở trong cái thời kỳ sắp tới. Trong giai đoạn này khi mà kinh tế thế giới thì có những cái biến động rất là khôn lường khi mà Fed họ nâng lãi suất lên thì có thể làm ảnh hưởng trước tiên là tới nền tài chính và sau đó tới cái kinh tế thật của Mỹ. Và ở trên cái tình hình địa chính trị thế giới cũng có những cái biến động rất là khó lường khi mà chúng ta có tình hình của Nga và Ukraine chiến tranh như vậy không biết khi nào kết thúc thì lúc này chúng ta nên đầu tư vào cái nhóm tài sản nào khi mà chứng khoán khi mà coi lại đang ở trong cái đà điều chỉnh đau trend rất là rõ rệt như vậy theo Goldman Sachs một cái ngân hàng đầu tư số một thế giới thì chúng ta nên đầu tư vào vàng ở trong giai đoạn này Goldman Sachs dự đoán là vàng có thể lên cái mức là 2.500 USD một ounce vào cuối năm 2022 hiện tại thì giá vàng chỉ hơn 1900 USD mà thôi. Tại sao Goldman Sachs lại ủng hộ cái đà tăng trưởng của vàng như vậy? Đó là bởi vì trong quá khứ thì vàng luôn luôn có sự tăng trưởng tốt trong những đợt mà giá chứng khoán Mỹ giảm. Vì cái lý do là lạm phát, vì phép nâng lãi suất. Ví dụ như là ở trong cái giai đoạn 1976 cho tới 1978 khi chúng ta có cái khủng hoảng về giá dầu tăng rất là mạnh thì chỉ số S&P 500 của Mỹ, chỉ số chứng khoán Mỹ đã giảm 20%, trong khi vàng thì tăng 53,8%. Gần đây nhất, chúng ta có cái đợt khủng hoảng tài chính thế giới 2007-2009, thì chứng khoán Mỹ đã giảm tới 56,8%, trong khi vàng thì tăng tới 25,5%. Và cuối cùng thì mình sẽ chia sẻ các bạn về những tin tức quan trọng ở trên thị trường crypto. Gần đây thì Ukraine họ đã ra một xác lệnh là hạn chế người dân mua crypto. Người dân Ukraine thì không được phép mua crypto bằng đồng nội địa Rivania và chỉ được mua lượng crypto trị giá tối đa 3.400 USD mỗi tháng nếu mà họ sử dụng ngoại tệ. Thực tế thì đây không phải là một quy định để mà tấn công vào crypto tại vì crypto đã được hợp pháp hóa ở Ukraine và Ukraine cũng nhận được cái số tiền lên tới 100 triệu USD từ toàn thế giới thông qua crypto. Cái quy định này thực chất là không chỉ áp dụng đối với crypto mà còn áp dụng tới một số những cái lĩnh vực khác ví dụ như là ví điện tử này, tài khoản chứng khoán, forex hoặc là xe du lịch. Thì đây là một phần của thiết quân luật nhằm ngăn không cho nguồn vốn bị thất thoát cho các hoạt động không hiệu quả unproductive activities tại vì nói thế nào đi chăng nữa thì chúng ta đầu tư vào crypto chúng ta trading, chúng ta đầu cơ thì thực sự những hoạt động đó nó không thực sự là cần thiết ở trong một quốc gia đang ở trong cái thời kỳ chiến tranh. cái nguồn tiền nguồn vốn sẽ được sử dụng hiệu quả và quan trọng hơn nếu chúng ta dùng để mua thực phẩm, mua năng lượng, mua vũ khí. Đó nên là mình thấy cái chính sách này thì hoàn toàn là hợp lý và cũng mong là người dân Ukraine sẽ nhanh chóng chiến thắng cái cuộc chiến này để mà cái tình hình nó lại được bình thường hóa trở lại và crypto sẽ lại được sử dụng ok ở đất nước Ukraine thông tin thứ hai là eu có thể sẽ thắt chặt cái việc đánh thuế crypto trong thời gian vừa qua thì eu họ đã thông qua một cái đạo luật để định danh những cái giao dịch crypto các bạn giả sử là muốn nhận cái crypto từ một cái người nào đó thì cái sàn giao dịch các bạn đang sử dụng sẽ cần phải biết thông tin của cái người mà đang gửi crypto cho bạn cái điều này làm cho cái quá trình giao dịch crypto trở nên rất là lặng nhằng và ảnh hưởng tới cái tính bảo mật ảnh hưởng tới tính riêng tư khi mà chúng ta sử dụng hệ thống blockchain. Hiện nay thì EU họ còn định cho thêm một cái đạo luật nữa để mà kiểm soát thế giới crypto. Đó chính là cơ quan thuế của các nước thành viên có thể trao đổi dữ liệu về tài sản crypto của người dân. Ví dụ nước Đức họ biết là ở trong những sàn giao dịch ở đất nước họ thì mỗi cái địa chỉ ví đang có bao nhiêu crypto thì họ sẽ chia sẻ những thông tin này cho nước Pháp chẳng hạn để mà ngăn không cho việc là những người Pháp họ xuân thuế bằng cách là gửi tài sản crypto sang những sàn giao dịch hoạt động ở Đức. Đó thì cái việc này hiện tại thì đã được áp dụng đối với cả những cái tài khoản ngân hàng truyền thống và bây giờ là họ muốn mở rộng ra crypto để mà họ kiểm soát tài sản của mọi người và họ ngăn chặn cái việc trốn thuế. Hai cái tin thì không được tốt cho lắm, đúng không ạ? Ukraine này và EU thì họ đều đang có những chính sách mà gây khó dễ cho thị trường crypto một phần nào đó đó cái tin tức cuối cùng thì mình hy vọng là sẽ ok hơn đặc biệt là đối với những bạn nào đang hầu đồng TRX và đầu tư vào dự án cho network gần đây thì chúng ta vẫn đang có cuộc chiến của những cái nền tảng blockchain layer one ví dụ như nia như solana như là terra như là dot chẳng hạn đúng không ạ thì những nền tảng này đều đang mong muốn là thu hút dòng tiền thu hút người dùng thì họ có những cái chiêu rất là đa dạng Trước đây thì họ làm về DeFi Họ có yield farming, họ có liquidity mining này kia lên cung cấp thanh khoản lên Để tiền vào những nền tảng đó để mà nhận thêm những token mới Tuy nhiên những chiêu thức này dần dần nó cũng mai một đi Và họ phải chuyển sang những chiêu thức khác để mà thu hút người dùng thu hút dòng tiền Hiện tại thì cái chiêu thức mà tỏ ra hiệu quả nhất đó chính là của hệ Terra Với đồng coi UST Người ta có thể hold UST và người ta gửi tiết kiệm ở trên Anchor Proco của hệ Terra nhận lại 20% đó thì đó là cách mà Terra đang thu hút dòng tiền vào hệ sinh thái của mình và thực sự nó rất là hiệu quả khi mà cái TVL của Terra đứng thứ hai chỉ sau Ethereum có nghĩa là vượt cả Binance Smart Chain vượt cả Solana, vượt cả Nia này kia và gần đây khi mà thấy Terra làm tốt như vậy thì những cái đối thủ khác cũng đang mong muốn là học tập lại mong muốn là copy cái bài này Chúng ta có thông tin là Nia có thể là sẽ triển khai đồng stablecoin USDN và cũng cho mọi người gửi tiết kiệm với lãi suất là 20%. À, hiện tại chúng ta đã có testnet của cái USDN này rồi. Sắp tới thì khả năng cao là sẽ triển khai lên Bnet. Và chúng ta có thêm một hệ nữa cũng chuẩn bị áp dụng cái chiến lược này đó chính là Tron Network với đồng coin TRX. Trong thời gian vừa qua thì hệ sinh thái Tron cảm giác là rất là mờ nhạt ngoài việc là chúng ta thường sử dụng cái mạng TRC20 để chúng ta chuyển USDT cho phí nó rẻ thì chúng ta không nghe nhiều tới cái hệ cho Network nữa à, Tuy nhiên thì nhiều khả năng là trong thời gian sắp tới chúng ta sẽ nghe tới cho Network nhiều hơn Khi mà gần đây Justin Sun, founder của Tron Network cho biết là Tron sẽ triển khai stablecoin tên là USDD của mình từ ngày 5 tháng -5, 5 và sẽ có cái lãi suất rất là hấp dẫn để mà thu hút mọi người Cơ chế hoạt động để mà đảm bảo cho cái tỷ giá của USDD luôn bằng một đô la thì cũng giống như là cơ chế ổn định tỷ giá cho đồng USD của hệ Terra và USDD thì cũng sẽ có một cái quỹ dự trữ để mà đảm bảo giá trị giống như là quỹ Luna Foundation Gap Mục tiêu của Tron là huy động 10 tỷ USD vào trong cái quỹ này Tuy nhiên thì khác với cả hệ Terra là họ đã công bố là họ sẽ hold Bitcoin, họ sẽ hold Apex thì chúng ta vẫn chưa biết được rằng là cái quỹ này sẽ hầu những đồng coin nào nó sẽ cần chờ trong thời gian sắp tới Ok, đúng những thông tin mà mình muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video Chúc các bạn và gia đình có một cái ngày cuối tuần nghỉ ngơi thật là vui vẻ và hạnh phúc và kiếm được nhiều tiền ở trên thị trường crypto Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau